cai hả? Tại sao? Anh không hiểu tại sao? Tại sao em dám đăng hình lên như vậy? Hả? Tại sao em đăng mấy tấm hình này lên rồi em ghi cái gì? Nếu như là chồng của bạn, bạn sẽ xử lý thế nào? Ghi cái gì vậy? Ủa? Trời ơi, em làm được mà, đọc được mà, sao hỏi hoài vậy? Nhưng mà em làm vậy rồi, bây giờ bạn bè trong công ty anh à, thấy được điều đó, họ đánh giá anh sao? Là cái này hình này là của anh luôn hả? Phải không? Thì nếu không phải của anh á, thì anh rần rần làm cái gì? Mà chính xác là của anh rồi. Hôm qua anh mặc cái áo đó, mà hình này là bạn anh gửi cho tôi luôn đó. Bạn anh lại? Lê Vũ Đa. Trời ơi. Nói chung là bạn anh gửi cho tôi, bây giờ anh còn chối gì nữa? Nhưng mà vấn đề bây giờ, cái chuyện gì phải từ từ mà hỏi, đúng không? Em ơi, bây giờ cái chuyện này là cái chuyện trong nhà mình mà em đem đi đăng vậy cho mọi người biết. Bây giờ mọi người đồn ầm lên kìa. Ủa? Mà em biết idol không? Idol? Cô Kim Đào. Tôi không biết. Đó là người của công ty anh, đó là bạn bè đồng nghiệp công ty anh. Bây giờ có đồn thì anh cũng chịu. Ủa, anh sợ mất mặt hả? Chứ tôi thấy tôi làm vậy là đúng đó nha. Tôi đăng hình lên một cái á, là Tối Với Nghi comment ở dưới liền, nói chị làm chính xác quá. Em biết em làm vậy á, mọi người nhìn vô cái gia đình mình á, nó nhiều cái game show vậy. Game show gì? Chuyện nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Bây giờ á, chỉ có công ty anh tường thôi. Bây giờ anh muốn ai tường nữa ngoài ngõ đúng không? Tôi ra ngoài, tôi bắt cái loa lên, tôi rao hết cho mọi người biết là anh đối xử với tôi như vậy. Xong rồi tôi về dòng họ tôi nói hết cho mọi người nghe. Ủa? Anh chấp nhận không? Nhưng mà em chưa biết rõ ràng chuyện gì mà. Còn chuyện gì nữa? Rõ ràng này nè, anh dám ôm đồng nghiệp như vậy mà bây giờ anh còn trách tôi là chưa biết rõ ràng đã đăng hình hả? Không phải là anh ôm. Hôm qua là con bé đó nó làm rất công dây chuyền, vô tình anh lượm thôi. Cái tư thế đó vô tình là chắc là Buda nó tranh thủ lúc đó nó chụp hình, chứ thật ra anh không có vậy đâu. Thôi bây giờ làm ơn tháo xuống giùm anh đi. Không, em nhất định không tháo đúng không? Không, không tháo. Không tháo anh cái đi. Tháo yên đi. Làm gì vậy? Mất mặt lắm, trong công ty tao biết mất mặt lắm. Tao nói đúng là chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa theo dõi tình huống chuyện nhà chưa tỏ. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho hai đội, xin mời. Theo anh chị, Trúc sẽ quyết định như thế nào? Xin mời đội sắc màu. Thì riêng nếu mà là em là Trúc phải không, thì em vẫn sẽ để cái hình ở đó để cho cái anh chồng ảnh phải giải thích rõ ràng cái mối quan hệ của ảnh với cái người đó như thế nào, chứ không có thể cơi cơi nào mà tháo xuống được. Tại vì á, nếu như chị vợ không đăng lên đi thì ông chồng sẽ giữ bí mật cái chuyện này, giống như là cái chuyện này chưa có trên đời. Tại vì người vợ phải làm lớn chuyện như vậy thì người chồng mới về mới biết cái chuyện đó và năn nỉ ỉ ôi để tháo xuống. Còn nếu mà không biết là giống như là ổng giấu luôn, ổng đâu có nói cái chuyện này ra đâu, thì giống như là ổng có mối quan hệ mập mờ gì bên ngoài. Thì riêng bản thân em là em muốn là ông chồng phải rõ ràng cái mối quan hệ đó. Nếu mà mọi chuyện thật sự là không có gì xảy ra thì người vợ sẽ tháo xuống và xin lỗi, còn không sẽ làm tới công chuyện cái chuyến này. Rồi, đó cái gì thì chuyện thế nào? Dạ, theo em á, chắc cái chị này sẽ tháo xuống thôi. Thì phụ nữ thì không có nên post hình chồng này kia lên để mà làm rùm beng với tất cả mọi người, như vậy thì cũng hơi mất mặt cái người chồng của mình. Có gì thì hai vợ chồng cứ ở nhà đóng cửa lại, nói chuyện với nhau trắng đen rõ ràng. Rồi, tôi thấy là hai cái quan điểm này là không cùng với nhau rồi đó. Cho nên là tôi dành thời gian cho hai bạn thảo luận với nhau nha. Ủa, hả? Ủa, nói xong rồi chị nghĩ là em bên đội kia á nhỉ?